đến khi truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh còn quá thập kỷ, VTV đã tạo một bước đột phá khi truyền hình trực tiếp chặng đường từ Thanh Hóa về Nghệ An. Và một năm sau, 2019, lần đầu tiên toàn bộ các chặng đường được truyền hình trực tiếp. Có người cho rằng hoàn hảo là điểm bắt đầu của sự kết thúc. Đưa những hình ảnh đua xe đạp lên mạng xã hội. Niềm tin
tin chiến thắng. Các vận động viên đã sắp sửa qua vạch đích. Thấy rồi, trọng tài đã bất ngờ. Tâm họ tránh nhau giỏi lắm, không ngã đâu. Rồi giờ là tôi sẽ đi một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm có chu vi là 1.7 km cho mỗi vòng, và các vận động viên đã xuất phát đưa vòng thứ nhất. Đầu tiên các cuộc tấn công bắt đầu tổ chức. Tượng đài Lý Thái Tổ, vạch đích của mọi năm là vẫn ở đây. Năm nay thì ban tổ chức di chuyển vạch đích xa hơn khoảng 100 m. Đoàn mô tô dẫn đoàn đây rồi. Bắt đầu tăng tốc độ. Bắt đầu chuẩn bị cán đích vòng đua thứ hai. Chưa có một cuộc tấn công tách top nào cả. Thời tiết thì mưa lạnh 23 độ C và đường rất là trơn trượt, cho nên không ảnh hưởng nhiều tốc độ của đoàn đua.
tiên từ kết thúc vòng thứ 3. Đã có một vận động viên tách tốp. Vận động viên này mặc áo xanh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Một khoảng cách cũng khá gần. Tiếp theo là Gạo Hòn Ngọc Trời đang người Nga của New Group vẫn đang dẫn đầu, nhưng khoảng cách so với đoàn đông không quá xa. Cố lên! Chắc chắn là các tốp đông vẫn canh chừng. Thử thần xem tí đi.
Tùng ơi, chưa thấy thằng nào vỉa trượt nhỉ? Chưa. À chào anh. Chưa thấy quả nào vỉa bay lên đây. Chưa thằng nào nó lên đấy. Mày làm mấy cái đoạn này đi. Có chứ mà. Đây 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 làm đi. Đây, chuẩn bị đến góc cua gọi là đẹp nhất của Hồ Hoàn Kiếm đây. Nó ngoài đẹp nhất. Vâng. Trung Thành. Hôm nay Trung Thành chào các bác. Anh à. Anh cho bọn em lên mặt lên đây. Chào chị ạ. Dạ chào chị ạ. Đây, khán giả rất là hâm mộ đứng quay phim video cho đoàn. Hà Nội chỉ đẹp khi mà đường phố nó vắng. Đưa Hồ Hoàn Kiếm thì bao giờ cũng là phấn khích nhất à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chỗ mà mình ngồi qua đó. Vận động viên đầu tiên tách tốp, mặc áo quân khu 7, một nỗ lực rất tốt. Tiếp đến là gạo Thành phố Hồ Chí Minh, nhựa Bình Minh Bình Dương, và đây là tốp đông. Một chùm đông. Thank you.
có vẻ là bị rớt hàng. Cổ động viên mặc áo IRC của câu lạc bộ Hà Nội chắc là giờ này là cũng phải bỏ vòng. Các cuộc tổ chức tấn công nhỏ lẻ của các vận động viên. Vận động viên đã tách tốp, một quân khu 7, một Hồ Chí Minh New Group, một Châu Thới.
ba vận động viên tách tốp với khoảng cách không xa, khoảng chừng 5 đến 10 giây thôi. Thêm một vận động viên nữa là 4. Thêm một vận động viên của Thanh Hóa. Tiếp tục lại nhập chung thành một đoàn tốc đông. Đi đầu là vận động viên của quân khu 7. Cho đi 10 chơi
kem, nhà hàng kem Thủy Tạ. Chào các anh. Chào các anh, chào anh, chào các anh. Chào các anh. Vâng ạ, chào anh. Chào chị ạ. Dạ. Cho một anh em kiểu đi. Dạ vâng ạ. Em đang quay phim rồi. Em chụp ảnh cho các anh chị luôn. Đây ạ. Chị có quay giải không chú? Em chụp ngay chị. Dạ. Nào, 2, 3, chụp ạ. Đẹp quá. Vâng. Có cái hàng ở đâu nhỉ? Anh ơi. Đẹp tuần này có hai đảm không ạ? Dính vào ống truyền hình trực tiếp xong. À có đi qua rồi mà. Đi. Em lên chiều qua. Em lên chiều qua. Vâng. Hiệp ở đây có đảm không anh? Ít đảm lắm. Chẳng không ạ. Vâng. Có đảm bao giờ? Lại đến rồi, lại đến rồi. Vâng. Tây còn ở đâu lắm không thấy cậu chiếc bị toàn tới chuyến nào anh nhờ số 17 luôn dạ vâng ạ cả bố cả hai bố mất cách nhau một ngày mấy hôm sau lại đi đăng cái nữa không bố là bố đẻ không bố đẻ mà bố vâng không bố đẻ mất trước một ngày không đây là điện về vâng đúng rồi cùng đội với em đấy đội em vâng ôi trời đây là thứ hai rồi lại thành một tốt chiên tách rồi khoảng cách 5 đến 10 giây thôi. 23 vòng nữa mà. 25 ạ. Tàu yếu là sao muốn đi được? Sao muốn đi được? Cái
dành một tí thôi. Đi ngay. Đi ngay. Thanh Hóa và Đồng Hới thì gọi là hơi yếu. Và đầu tiên là đuối ở đây vẫn cũng rất là cái cảm ơn. Xuống miền Tây xong rồi từ dưới miền Tây về Sài Gòn. Điểm cuối cùng là chưa 30 tháng 4 về Sài Gòn. Em đi vòng đi ạ. Đấy, chị đi nhá. Cái này của anh là pin trong này luôn à? Ờ đúng rồi, cái này nó cấp nguồn cho cái máy quay. Ừ, rồi, nhưng mà đúng pin rồi, trong pin này sạc, luôn. Pin sạc luôn. Con này là Uzi gì đó. Ờ đây này, Uzi này. Mình mới mua 500 cái này. 500. Mua của bọn nào? Mình ship trên mạng. Trong trong này pin là được bao nhiêu mAh? 4800A, nó là sạc cái con GoPro này được khoảng 2 lần. Em có đúng cái bộ như thế này luôn. Ok. Kể cả luôn là mic Rode này nhưng mà lại cái này của anh là không phải Rode mà DJI. DJI. Thế là cắm được đây luôn. Đúng rồi. Tốt quá. Chỉ cần mình quay lâu thì mình phải dùng cái này. Còn nếu không thì pin con này nó chỉ được khoảng Đúng rồi. Còn bây giờ pin con này GoPro mấy? 11 à? Vâng. Cũng vẫn pin bị kém đúng không? Nó thì pin nó tốt hơn nhưng mà nó chỉ đạt được độ khoảng 1 tiếng chạy quay thôi. Nó đã quay không em biết, nhưng mà nó em xem độ nóng. Không vẫn không bị không nóng. À. Đó, tất nhiên mà máy quay là anh phải di chuyển thì nó bị đứng chỗ là nó sẽ đứng luôn. Ok, hay đấy, cái này hay đấy. Mua lên cái như này mình dùng. Vâng. Chứ nếu không mình lịch em cảnh lắm. Em mua của bọn Sirui nhưng mà Sirui không có cái pin sạc này. Rồi. Rồi. Hoặc là Ulanji được, mua con Ulanji nó cũng được và gần nhà nó được lâu hơn. Vâng. Ở chỗ nào? Mình bán ở thành phố Nam Định cơ. Em có được của em cao camera sông Hồng ấy. À vậy hả? Đấy thằng đấy. Đây anh Nam Định xe đạp à? Đúng không? Mình dân xe đạp. Camera sông Hồng đây. Em có của Nam Định. Mô tô Hà Nội. Mô tô Hà Nội đúng không? Vâng. Thì mình đến thành phố Nam Định. Mình dân chơi xe đạp. Phần nghề gì thì vẫn làm camera. Ok. Thế có gì anh mình dùng thế tiện lắm mà có rút tripod được luôn đấy, rút được cao nữa. Dạ. Vâng. Nó hay hơn cái đời của Ulanji là nó không có tripod. Ulanji 10.000A thì nó dài hơn một chút nhưng mà nó không có tripod là. Vâng, đúng rồi. Cái này lắm lúc mình dùng mình sắp vì cái Sirui nó cũng có cái tripod kiểu như này. Nhưng con này nó chỉ có 4.800A thôi. Dạ. Đủ cho con GoPro được khoảng 2 lần. Rồi. Là cũng được. Ok, cũng được. Vâng. Luôn luôn ở 100% pin rồi. Dạ. Thì là mình chứ còn nếu mình lại quay máy pin của nó thì được. Đúng rồi, đúng rồi. 5 phút là hết. Vâng. Dạ. Tốt quá. Dạ. Đấy. Đúng là em mua mic Rode này còn từ năm 2019 mua rồi. À, rồi. Vâng. Mình dùng Rode mãi mà. Dạ. Thế xong rồi giờ vừa rồi mới lấy cái DJI này thấy tiện lắm. Con DJI này cực kỳ tiện luôn. Nó hay hơn Rode ở cái là nó thu độc lập được. Mình cần thiết mình có thể bấm thu phát nó thu độc lập riêng cái file đấy. Mà nhỏ gọn hơn cho Rode. Đúng rồi, nhỏ gọn hơn. Em còn dùng cả cái em gắn GoPro trên xe mô tô của em. Đúng rồi, mô tô lắm mà chưa có điều kiện chơi cả. Mô tô lắm. Cái vấn đề là ở mô tô ấy em mới phải cắm một cái cục pin dự phòng vào thì rồi thì mới cắm nguồn lên được à? Thì cục pin đấy thì thôi trời ơi hai vận động viên này ba vận động viên cuối hai vận động viên này là có khả năng là không nhập vào tốt được đúng rồi chơi mô tô lắm mà nó bao giờ có dịp đi
xuyên Việt chuyến đi với lại đoàn thích. Vâng, cũng không nhiều tiền đâu mà. Anh bây giờ nếu mà anh chạy những cái xe như là cái dòng con NC và mình thích cái kiểu to như cái con đỏ kìa, con đấy thì anh nhiều đường đấy. Kia con đấy là con F Venture, con đấy là GS. Đấy. Con đấy con GS là có khoảng tầm 700. Rồi. Có 700 nữa các bạn. Anh cứ mua, nếu mà anh mua xe chạy rồi nó chỉ còn tầm 500 mua được. Không, 300 mua được. À, phải hơn. Ít nhất phải 400, 600, 500. Rồi. Mình tìm hiểu dần dần, có gì cũng phải làm con. Dạ. Vì mình đạp xe thì mình xuyên Việt mấy lần rồi. Vâng. 3 lần rồi nhưng mà chưa được mô tô rồi đã. Dạ. Thế là mình thi một cái bằng đã. Đúng rồi. Bằng bây giờ đơn giản mà. Hôm nay mình như là đoàn mô tô thì mình về rồi hả? À, mô tô Hà Nội thì đang về rồi. Để còn họp, sáng nay họp. Em ở lại, em với thằng Sơn ở lại dẫn. Đây là một tốp. Okay. 6 vận động viên đã tách. Ôi, vào. New Group để dùng rồi. Họ và vận động viên là người Nga của mới của New Group. Vào đi, vào đi kia, vào đi. Vào đi. Của Six. Đeo xe của Six. Ăn spin 1 rồi thì chắc là bây giờ đang chuẩn bị để rút cái vòng kính điểm vòng thứ 2, vòng 20 và vòng 16 kính điểm. Nga là đang sang đây thi đấu rất nhiều. Hai là Thành phố Hồ Chí Minh, hai là Nga. Đúng rồi. An Giang thì có một Nga. An Giang thêm Nga nữa. Đấy. Chung năm nay điểm nhấn của vận động viên ở Thành phố Hồ Chí Minh thì hỏng xe này. Đây là người Nga này. Nếu không nhầm thì thằng đấy là Igor Prodos. Các anh chị ơi, chỗ kia các bạn vào cái, tại vì dính vào ống kính quay truyền hình. Còn Nga bởi vì không có điều muốn thi đấu bên kia. Đúng rồi. Đấy, đó là... cả Hàn, cả Nga, cả Tây Ban Nha. Igor Nga nó mạnh lắm, leo leo tốt. Vâng. Năm nay thì Hồ Chí Minh nhé, chủ yếu là trông chờ mấy thằng đấy. Đang phân đấu đấy. Nhưng mà như thế tự nhiên đánh mất cái bản sắc nội địa của mình. Đúng rồi, nó mạnh quá. Leo đèo nó bỏ xa coi như các vận động viên nội địa luôn. Không nhìn cái trước đi đâu có đâu cũng không có cơ hội. Không ăn được, không có cơ hội ăn được nữa ở Việt Nam. Trước đi đâu. Không, nhưng phải nói là như này. Chán như cái giải VTV Cup nhá. Do có mời các đội nước ngoài vào thi đấu, thế tự nhiên là nó thúc đẩy lên rất nhiều, thúc đẩy lên. Tức là ông không thể nào đùa được, ông không thể lường thường được. Đấy. Một tiếng nữa đã có vận động viên mạnh rồi là, đấy vẫn là một chùm khách tốt đi trước, 6 vận động viên. Đi đầu là Châu Thới, An Giang, quân khu 7. Tốc đầu đấy đấy, tốc đầu vừa đi qua đấy. Này, trẻ con lên đi vào đi, gọi vào đi, gọi vào đi. Trong các em này vất vả và bám sau thằng nào, vận động viên ông nào cái mặt đen nhẹm luôn. Từ. Và lại kiêm thêm cả món nhiếp ảnh gia nữa. Chắc là mê món này nhiều hơn đúng không? Dạ. Ảnh ấy. Cái gì cũng mê. Đúng rồi. Tớ thì chưa bén được với mấy ảnh. Cái giải này á là giải của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy thì tùy vào các đội. Đây là các đội thì có rất nhiều các thành phần của nước ngoài người ta tham gia vào, chẳng hạn như Tây Ban Nha này, Hàn Quốc này, Nga này. Có người Anh hôm nay không có đội nào có vận động viên Anh. Nào người Anh không có, chỉ có Nga thôi. Pháp một Louis Destruct ở đúng không? Hai chồng em người Anh đang chờ hỏi không có ông người Anh không người Anh thì người ta lại không hay đua những cái giải cái như này. Alo. Còn 3 vòng nữa thôi đúng không? Anh đang gần về đích rồi. Ok, về đích của anh.
vâng, anh lên đi. Ok ok. Nhớ rồi đấy. Rồi ok, anh gặp nhau. Vẫn một top 6 vận động viên tách top với khoảng cách được khoảng 3 giờ đến 30 giây rồi. Thành phố Hồ Chí Minh cố lên. Igor đang dẫn đầu. Còn 3 vòng nữa là kết thúc 25 vòng đua. Giờ mình sẽ về đích. Top 6 vận động viên tách top đi đầu: An Giang, Châu Thới, Quân Khu 7. Thank you.
vòng đường rút đích đây. Lên thêm tí nữa. An Giang nhất rồi. Hết sức mới mẻ và hấp dẫn, không còn là
đúng từ những dự đoán của tất cả chúng ta về một màn rất tốt của các bạn đông. Các đội bạn sẽ xếp bài từ các kiến thức vô địch của mình về rút và đã có một sự phân hóa sẽ sắp tốc và số thi đầu này cũng là những người đã cam kết trước tiên và đoàn đông đã về sau đó khoảng chừng 20 giây.
top. Vận động viên này mặc áo xanh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Một khoảng cách cũng khá gần. Tiếp theo là gạo đầu trời. Đang